với 100.000 với cái thời giá hiện tại thì để mà nói mà mua được một bữa ăn thì sẽ rất là khó đấy. Tôi thường xuyên đi chợ thế nhưng mà nếu 100.000 thì tôi nghĩ rằng chắc ăn uống cũng khá đạm bạc, chỉ có một chút thịt và rau. Đặc biệt là tôi thì tôi quan tâm đến giá xăng nhiều hơn, bởi vì là trước đây tôi mua một bình xăng thì chỉ khoảng 90.000 là đã đầy bình xăng của tôi rồi, còn bây giờ thì tôi mua tới 150.000 là bình xăng của tôi cũng chưa đầy. Thế chính vì vậy mà với 100.000 để đi chợ thì cũng là bài toán rất là khó cho gia đình tôi. Trước kia xăng và chưa tăng và chưa lạm phát thì chị 100.000 ăn được 2 bữa, nhưng giờ chỉ được 1 bữa thôi. Chắc là chị sẽ mua thịt và mua rau và đậu thế thôi. Như mình có 2 vợ chồng thì ăn được 2 bữa. Giờ 100.000 thì nếu mà ăn nó đầy đủ chất thì chắc chỉ được 1 bữa thôi. Có thịt, trứng rồi rau các kiểu thì 1 bữa là hết. Lương thì chẳng tăng, còn xăng rồi thịt thà các kiểu cái gì nó cũng lên, chả thấy giảm gì cả.